Ngày xưa, có một con sói cha đi vào trong rừng sâu để đi săn thức ăn cho cả gia đình. Khi vào trong rừng, bỗng nhiên nó nghe thấy một âm thanh gì đó. Nhìn xung quanh, nó thấy một em bé nhỏ xíu xiu ở giữa những bụi cây. Đây là một đứa bé con người. Con sói nói một cách ngạc nhiên. Con sói đưa đứa trẻ về nhà mà không hề làm hại nó. Nhìn từ một nơi không xa, con hổ Shikhan cảm thấy rất khó chịu, bởi vì nó chính là kẻ đã ăn cắp đứa bé từ tay con người. Người mẹ sói và những chú sói con yêu mến đứa trẻ này rất nhiều. Từ bây giờ chúng ta sẽ gọi tên đứa bé là Molly, bà mẹ sói nói. Kể từ hôm đó, Molly bắt đầu sống với những anh chị em sói trong rừng sâu. Bà mẹ sói chăm sóc đứa bé giống như một trong những đứa con ruột của bà. Trong một thời gian ngắn, Molly trở thành bạn của tất cả những loài vật. Cậu chơi trò chơi và leo trèo trên cây với chúng. Và cũng trong thời gian này, cậu bé bắt đầu tìm hiểu về rừng xanh. Trong suốt thời gian này, con hổ Shikhan vẫn theo dõi Molly từ đằng xa và chờ đợi một cơ hội để bắt lấy cậu bé và bắt cóc cậu. Một ngày kia, con sói Akela khôn ngoan, con gấu Ba Lô và con báo Behera cùng đến gặp nhau và bắt đầu nói chuyện về Molly. Cậu bé con người rất thông minh. Hãy nuôi nấng cậu bé như một cậu bé rừng xanh. Ba Lô và Behera, các cậu sẽ bảo vệ cậu bé và dạy cho cậu các luật lệ của rừng xanh, Akela nói. Nhiều năm nhanh chóng trôi qua, con gấu Ba Lô dạy dỗ rất chu đáo cho cậu học trò mới. Nó dạy cậu cách tìm kiếm những quả hạch và trèo lên cây tìm mật ong. Molly lắng nghe lời dạy của Ba Lô một cách rất chăm chú. Mỗi ngày cậu trèo lên một cái cây cao hơn và bắt đầu tự tìm thức ăn cho mình. Ba Lô cũng dạy cậu cách làm như thế nào để tìm hiểu những âm thanh của rừng xanh. Nó rất tự hào về cậu học trò của mình. Molly thì chạy rất nhanh và bơi thì cũng rất giỏi. Và Bahara dạy cho cậu cách nhận biết như thế nào là những cái bẫy mà con người đặt bẫy các loài vật và cách tránh chúng. Một ngày nọ, một con sói con bị mắc vào một trong những cái bẫy này. Con hổ Shikhan muốn săn con sói con này và thịt sói con để làm bữa trưa cho nó. Nhưng mà Molly đã ra tay trước con hổ. Molly đã cứu con sói ra khỏi cái bẫy. Con hổ Shikhan bị mất thức ăn thêm một lần nữa. Ba Lô cũng dạy cho Molly những khẩu hiệu khác lạ để cậu có thể dùng khi cậu gặp nguy hiểm ở trong rừng. Trong một thời gian ngắn, Molly đã học thuộc lòng những điều này. Molly không bị bất cứ loài vật nào trong rừng xanh làm hại. Nhận ra rằng một mình nó sẽ không thể bắt được Molly, Shikhan đi đến chỗ Bandolod, nơi có những con thú nguy hiểm nhất trong rừng xanh. Nó kể cho chúng nghe về Molly. Nếu Molly dạy cho chúng ta tất cả những thứ mà nó biết, chúng ta sẽ trở nên loài vật thông minh nhất rừng xanh. Một ngày kia, khi Molly đang làm một nơi trú ẩn để bảo vệ chính mình khỏi cơn bão, đám Bandolod đang theo dõi cậu từ nơi chúng đang ẩn náu. Bọn chúng quyết định bắt cóc cậu bé khi có cơ hội. Vào lúc hoàng hôn, Molly bị bắt cóc bởi hai con khỉ và chúng đưa cậu lên chỗ những ngọn đồi là nơi rậm rạp nhất trong rừng xanh. Cậu bé thấy mình đang ở giữa những con Bandolod. Khi Molly nhận ra rằng cậu bị bắt cóc bởi những con khỉ, cậu bắt đầu suy nghĩ. Cậu phải liên lạc được tới chỗ của Ba Lô và Bahera và báo cho họ biết. Và bỗng nhiên, cậu thấy chim cền cền chiêu đang bay lên trên bầu trời. Cậu nhớ những khẩu hiệu khác lạ mà Ba Lô dạy cho cậu. Chúng ta cùng một dòng máu, ta và con. Nghe những khẩu hiệu đó, chim cền cền chiêu ngay lập tức nhận ra rằng Molly không phải là người lạ và cậu ta đang gặp nguy hiểm. Tớ là Molly. Cậu có thể báo cho Ba Lô và Bahera biết rằng tớ đang bị bắt cóc hay không? Tất nhiên rồi, tớ sẽ báo Molly ạ. Chim cền cền chiêu đáp lại và nhanh chóng bay đi báo tin cho những người bạn của Molly. Đám Bandolod mang Molly đến hang của chúng, lãnh thổ khỉ. Nơi này là nơi sâu nhất trong rừng xanh,
mà con người đã bỏ đi trong nhiều năm trước. Cho dù là Molly đã cố gắng để trốn thoát, nhưng đám Bedelot rất đông và đã bắt cậu lại. Biết được tin Molly bị bắt cóc, Ba Lô và Ba Hera nhờ con rắn khổng lồ Ka giúp đỡ để đi cứu Molly. Tất cả mọi người đi đến lãnh thổ khỉ và nấp phía sau những bức tượng khổng lồ. Từ chỗ ẩn nấp, chúng có thể nhìn thấy Molly và hàng trăm con khỉ xung quanh cậu bé. Họ bắt đầu chờ đợi một khoảnh khắc thuận lợi nhất để cứu Molly ra khỏi nơi này. Ngay lúc bà Ka ra lệnh, đã đến lúc rồi, đi thôi. Bà Hera im lặng đi đến bắt lấy những con khỉ. Sau đó nó bắt đầu đấm vào những con khỉ xung quanh Molly với những cú đấm mạnh. Đám Bandelot chạy vòng quanh và thét lên sợ hãi. Và một trong số chúng gọi những con khác giúp đỡ. Bỗng nhiên, bà Hera bị vây quanh bởi rất nhiều con khỉ. Một số những con khỉ khác bắt lấy Molly và đưa cậu vào một cái phòng với những bức tường kính. Molly có thể nghe thấy tiếng Ba Hera đang đánh nhau với những con khỉ. Cậu nhớ lại là có nước được trữ ở dưới các đống đổ nát của thành phố. Và cậu biết rằng các con khỉ thì đều sợ nước. Ba Hera, hãy chạy tới và nhảy vào nước. Ba Hera chạy tới và nhảy thẳng vào nước. Ba Lô cũng bị mấy con khỉ tấn công. Chúng bắt đầu đánh lại và Ba Lô đã ra đòn với đám Bandelot bằng móng vuốt để tự bảo vệ mình. Cậu cố gắng hết sức nhưng có quá nhiều Bandelot. Và gần như là Ba Lô không thể một mình đánh lại bọn chúng được. Và Ba Hera cảm thấy bất lực khi đang đứng nhìn từ trong nước. Cậu thấy rất buồn vì không thể giúp được bạn của mình. Khi Ba Lô đang vật lộn với những con khỉ thì bất chợt Ka đến. Khi Ka bắt đầu đánh nhau với đám những con khỉ bằng cái đuôi khổng lồ, mấy con khỉ khiếp sợ chạy mất. Những con khỉ luôn khiếp sợ Ka. Không ai trong đám bọn chúng dám đối đầu với Ka, nên khi chúng bắt đầu tháo chạy vào tận sâu trong rừng xanh thì Ba Lô cuối cùng cũng được tự do. Và khi Ka mở miệng ra và thổi hơi, tất cả những con khỉ đứng yên một chỗ. Tiếng của chúng bỗng dưng biến mất và không khí bất ngờ trở nên yên lặng. Nhưng cơ hội này, Ba Hera nhảy ra khỏi nước. Molly hét lên từ trong tòa tháp mà cậu bị nhốt vào. Tớ ở đây, tớ bị nhốt ở trong tòa tháp. Ka lắc cái đuôi đồ sộ của mình và tìm cách phá vỡ bức tường của tòa tháp. Được giải thoát ra khỏi các bức tường, Molly tự nhảy ra ngoài. Ba Lô âu yếm ôm lấy cậu bé. Cậu có ổn không Molly? Tớ ổn. Nhưng tớ rất đói và mệt nữa. Tất cả mọi người đã liều mạng của mình để cứu sống tớ. Molly cũng cảm thấy rất vui khi thấy Ka đứng về phía của cậu. Cậu đã cứu mạng của tớ, Ka. Cảm ơn cậu. Molly, Ba Lô cùng Ba Hera nói lời tạm biệt với Ka và đi thẳng về phía nhà của chúng. Con hổ Shikhan nhận ra rằng nó không bao giờ có thể làm hại được bất kỳ ai sở hữu sức mạnh của tình bạn. Và lui về tận sâu trong rừng xanh và không bao giờ quay trở lại. Một thời gian dài trôi qua và Molly lớn lên và trở thành một cậu thanh niên. Một ngày nọ, cậu đến gần ngôi làng nơi có con người sinh sống. Cậu gặp một người phụ nữ và bà ngay lập tức nhận ra cậu. Bà nhận ra cậu là người con trai đã bị một con hổ bắt cóc nhiều năm trước đây. Bà đặt đứa bé xuống cạnh bà trên đôi tay của Molly. Molly đã rất ngạc nhiên bởi vì đứa bé trai này thì trông giống hệt Molly lúc cậu còn nhỏ. Và sau đó cậu nhận ra rằng cậu bé trai là em của cậu và người phụ nữ là mẹ của cậu. Ba Lô, Ba Hera và Ka tất cả đều đang dõi theo họ. Từ bây giờ về sau, cậu sẽ ở bên cạnh gia đình của cậu Molly. Bất cứ khi nào cần chúng tớ. Cậu còn nhớ khẩu hiệu khác lạ chứ? Cậu là người anh em của chúng tớ. Đừng quên là chúng tớ yêu cậu rất nhiều. Chào Molly thân yêu. Những người bạn thân yêu của Molly nói lời chia tay với cậu. Molly sống hạnh phúc mãi mãi về sau với gia đình cậu. Và không bao giờ cậu quên được những người đã nuôi nấng cậu. Gia đình cậu trong rừng xanh.
chuột thành thị và chuột đồng quê. Một ngày, có chú chuột nọ sống trong thành phố đi thăm người bạn của chú. Bạn của chú đã bỏ thành phố này đã lâu và bắt đầu cuộc sống ở vùng thôn quê. Sau cả một chặng đường dài, chú chuột thành thị cuối cùng đã đến ngôi làng gần chỗ người bạn. Nơi này có mùi ghê quá đi, thế nào mà cậu ấy sống ở đây được chứ? Đi cả một quãng đường dài và mệt mỏi, chú chuột thành thị cuối cùng đã tới chỗ người bạn. Chú chuột đồng quê đã dựng cho mình một ngôi nhà dưới mặt đất. Đó là nơi chú sống. Sao ông bạn của mình lại sống ở cái nơi tệ như vậy? Mình vẫn không thể hiểu nổi. Chuột thành thị gõ gõ cánh cửa. Chuột đồng quê mở cánh cửa ra. Chú ta rất bất ngờ mà cũng rất là vui sướng khi gặp lại người bạn của mình. Xin chào người bạn của tôi. Ngọn gió nào đưa bạn tới chỗ quê mùa này vậy? Mình nhàm chán với cuộc sống ở thành thị quá, nên mình ghé chơi và gặp cậu, xem cậu hồi giờ sống ra sao nữa. Nhưng mà mình thấy cậu đâu có thật sự hạnh phúc đâu. Đâu phải vậy. Sao cậu không đi vô trong, còn tớ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn. Họ cùng đi vô nhà. Chuột thành thị ngạc nhiên khi thấy bên trong của căn nhà. Bởi lẽ chuột đồng quê đang sống trong một cái lỗ nhỏ tối tăm, yếm khí tí nị. Căn nhà của cậu mới tối tăm và tí hon làm sao? Cậu sống ở đây ra sao được nhỉ? Chuột thành thị đã chuẩn bị sẵn một vài thứ để đãi người bạn của chú. Trên bàn là một mẩu bơ, rau diếp, cà rốt, cả hạt ngô nữa. Qua đây nào bạn, mình dùng bữa tối thịnh soạn nào. Chuột thành thị ném ánh nhìn xuống những đồ trên bàn rồi nói. Cậu gọi đây chính là thịnh soạn ư? Ở nơi chúng tớ ở, bọn chuột chẳng thèm quay lại nhìn lần thứ hai mấy loại đồ ăn như vậy đâu. Chúng tớ có bánh ngọt, mì ống, đủ loại bơ và thịt. Ở thành phố, cậu có thể thấy mọi thứ cậu ao ước nữa. Khi chú chuột thành thị đã dùng xong bữa, họ bước ra ngoài đi dạo xung quanh quê nhà của chuột đồng quê. Chuột thành thị không thích nơi mà người bạn chuột kia đang sống chút nào. Những nơi thế này không phải là nơi tớ thích chút nào cả. Rất bẩn thỉu và buồn tẻ. Cậu phải qua chỗ tớ một hôm đi. Mình sẽ đưa cậu đi khắp thành phố và cậu sẽ thấy được. Mình chắc là cậu sẽ không muốn quay về nơi này. Sáng ngày hôm sau, hai người bạn nói lời chào tạm biệt. Chẳng bao lâu sau khi họ chia tay, chuột đồng quê quyết định ghé thăm người bạn ở thành phố. Thế là chú ta lên đường. Sau một quãng đường dài, chú đã đến thành phố đó. Chuột đồng quê đã tới được nhà của người bạn chú bằng cách đi theo chỉ dẫn của chuột thành thị. Chuột thành thị đang sống trong một căn hộ. Chuột đồng quê thấy choáng ngợp khi chú trông thấy nơi mà bạn mình đang ở. Cái nhà khổng lồ này là của bạn hả? Không hẳn vậy. Mình sống chung với những chủ nhà. Mình đố quá trời quá đất cho mình được thấy bữa yến tiệc tuyệt vời mà cậu nấu đi. Chuột thành thị đi vào căn bếp. Chú mở cánh cửa tủ mát, rồi lấy ra nào bơ, nào thịt, rồi cả tá loại rau và trái cây nữa. Chú ta đặt hết lên bàn. Nhưng ngay lúc họ bắt đầu dùng bữa, họ nghe thấy tiếng meo meo của một con mèo. Chuột thành thị nhảy dựng lên và nói: Ôi không, con mèo trong nhà đã nghe thấy ta nói chuyện, ta phải trốn đi, theo mình nào. Cả hai chú chuột lao vào một cái lỗ trên tường và trốn thoát. Chuột đồng quê thở hổn hển nói: Cậu sống chung nhà với một con mèo hả? Không nguy hiểm hay sao? Có chứ, nhưng đó là cái giá tớ phải trả nếu như tớ muốn sống ở trong nhung lụa. Được một lúc sau thì con mèo ra khỏi căn bếp. Hai chú chuột ra khỏi cái lỗ và tiếp tục ăn. Một chút sau, họ nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Còn chuột thành thị thì lo lắng. Qua đây, nhanh, chạy mau lên, chủ nhà về rồi, chạy trước khi cô ấy nhìn thấy ta. Hai chú chuột chạy lại chỗ cái lỗ. Con chuột đồng quê thở hổn hển và hỏi lại lần nữa. Lần này tớ không hiểu tại sao mình chạy đó. Bộ cô chủ nhà, cô ta không biết cậu sống ở đây hay sao? Dĩ nhiên là cô ta không biết rồi. Loài người rất là nguy hiểm. Sao mà cậu sống trong căn nhà vậy được chứ? Có ngày nọ ngày kia chứ. Nhưng mà mình thích sống như vậy hơn.
Nhìn thử đi, mình có thể ăn bất cứ gì và bất cứ khi nào mình muốn. An toàn rồi đó, đi nào, chúng ta ăn tiếp tục thôi. Chuột đồng quê ra khỏi cái lỗ, nhưng ngay khi bò ra thì chú đi thẳng ra hướng cánh cửa và chú bắt đầu phàn nàn. Thôi khổ, cảm ơn cậu nha, mình hết muốn ăn rồi. Như vậy đủ sợ hãi dữ lắm rồi, mình đi về à. Cậu tính đi đâu vậy chứ? Mình đi về nhà thôi, căn nhà của mình có thể không có giàu, nhưng mà mình sống thanh bình, tự do tự tại. Mình thà sống trong yên ả và thấy tự do còn hơn là sống trong lo sợ đó. Và thế là chú chuột đồng quê quay trở về với cuộc sống thiếu thốn của mình và tiếp tục sống vui vẻ. Và chú cũng chẳng bao giờ quay lại thành phố đó nữa.